Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về level phụ của The Bike Room, level 1.5, Inverted. Level 1.5, Survival Difficulty, Class, Undetermined, Mysterious Property, Unknown Information, Undocumented Entities. Level 1.5 là một level phụ bí ẩn, dường như bị đảo lộn và nằm ở giữa các level khác. Mặc dù chỉ là level phụ, nhưng level này được chứng minh là không khó để có thể đến, nhưng lại rất khó để có thể thoát ra. Hiện tại, người ta biết rất ít thông tin về level 1.5 hoặc là về những cư dân bên trong level này. Nhưng, những gì được biết là level dường như bị nhiễu dạng, theo nghĩa là vỡ vụn, hỏng hóc. Level được mô tả là bị đảo ngược, với bóng tối từ những chiếc đèn huỳnh quang buông xuống từ trần nhà. Còn những khu vực tối thông thường sẽ được thay bằng ánh sáng như hình trên. Nếu bạn nào chưa hiểu thì có thể nói là level này hoàn toàn bị ngược màu. Những chỗ sáng thì chuyển thành tối, còn những chỗ tối thì ngược lại. Dễ hiểu hơn đúng không? Âm thanh ở level này được cho là không bình thường đối với The Bike Room, vì tiếng vo ve thông thường hoàn toàn biến mất và level gần như hoàn toàn tĩnh lặng ngoại trừ những tiếng thì thầm. Những tiếng thì thầm này dường như bắt nguồn từ những cư dân của level hay chính là thực thể số 28, Denizen. Thế nhưng, chúng ta chỉ có thể nghe thấy những tiếng thì thầm một lần trong một khoảng cách nhất định và nó sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ hơn khi những người lang thang ở gần chúng. Do đó, những người lang thang phải thật thận trọng nếu nghe thấy tiếng thì thầm lớn đột nhiên nhỏ dần trong level vì chúng đang tới gần. Chỉ có một cá nhân duy nhất là người đã đi vào nhầm level 1.5 để rồi có thể khám phá sâu về nó. Hệ quả để lại là anh ta đã không bao giờ có thể trở lại level thường từ đó. Là một người dùng trên Reddit tên là u/chaosraider98. Cho đến nay, việc liên lạc với người dùng này cực kỳ khó khăn vì những thực tại bị bẻ cong trong level dường như ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp, khiến một số nhật ký bằng văn bản của anh ta bị cắt xén và đảo lộn không theo một thứ tự nào cả. Cho đến nay, chỉ có 3 bản ghi được nhận từ người dùng là nhật ký số 1, nhật ký số 3 và nhật ký số 5. Không chắc chắn nếu có các bản ghi xa hơn số 5, nhưng người ta tin rằng những bản ghi bị thiếu như nhật ký số 2 và 4 sẽ xuất hiện theo thứ tự sau khi các bản ghi số lẻ đã kết thúc. Và đồng thời đây là một sự thật nho nhỏ, tất cả thông tin về level này đều đã được lấy ra từ nhật ký của người dùng ChaosRaider98. Vào ngày 30 tháng 7 năm 2019, một bản ghi thứ 7 đã xuất hiện. Mặc dù với một giai điệu và cách viết hoàn toàn khác biệt, nhật ký này ngắn hơn nhiều so với các nhật ký khác gần đây hơn từ người dùng và dường như bị ảnh hưởng bởi một người phụ nữ bí ẩn. Chỉ có thể gọi là cô ấy cho đến ngày nay. Người ta khuyến khích rằng nếu ai đó bắt gặp người dùng này trong The Bike Room thì hãy tránh xa họ ngay lập tức, vì anh ấy hiện đang khuyến khích mọi người vào level 1.5. Mặc dù vào những nhật ký trước đó, anh ta đã kiên quyết ngăn chặn việc người lang thang đến level 1.5. Và đồng thời, mình có nói trong level này có những tiếng thì thầm. Những tiếng thì thầm thường khá vô nghĩa, nhưng một số trong chúng khá lạ, có thể dịch thành tiếng Anh cụ thể như sau: She come, one back, let's go. Nếu ghép lại thành cả một câu thì khá là vô nghĩa, nhưng khi chỉnh lại trình tự thì chúng ta có hai trường hợp như sau. Trường hợp đầu tiên là she won't come back, let's go, tức là cô ta sẽ không quay trở lại, đi thôi. Còn trường hợp thứ hai là she won't let go, come back, tức là cô ta sẽ không buông tha, quay trở lại đi. Người ta cho rằng khi đọc theo cùng một cách của những tiếng thì thầm trong level này thì người ta đã suy ra rằng có khả năng những cư dân tại đây hay những lời thì thầm đang ám chỉ đến trường hợp thứ hai, tức là cô ta sẽ không buông tha, quay trở lại đi. Điều này có thể ám chỉ việc nó đang cố cảnh báo về những mối đe dọa lớn hơn, hoặc có lẽ chỉ đang cố gắng nhử những người lang thang. Hiện tại, không có bất kỳ tiền đồn hay cộng đồng nào tồn tại trong level này. Sau đây là tất cả nhật ký của người dùng ChaosRaider98 khi anh ta vô tình lạc vào level 1.5. Vì level 1.5 ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp, và mình có nói rằng nhật ký văn bản của anh ta đã bị lộn xộn về mặt trình tự và sau khi được chỉnh sửa thì sẽ được tóm tắt lại như sau. Có tổng cộng 7 nhật ký, mỗi nhật ký tương đương với một thời điểm khác nhau khi anh ta đang ở trong level 1.5, với nhật ký lần lượt từ 1, 3, 5, 7 được tìm thấy đầu tiên, sau đó đến nhật ký 2, 4, 6. Chúng ta sẽ cùng đến với nhật ký đầu tiên của anh ta nào. Nhật ký đầu tiên là thời điểm sau 2 ngày anh ta đã bị mắc kẹt trong level này. Anh ta đã cảnh báo về việc mọi người hãy tránh xa những chiếc cửa sổ giả hay fake window.
Anh ta mô tả level cực kỳ tĩnh lặng, thậm chí anh ta còn không thể nghe thấy tiếng bước chân mà chính anh tạo ra. Đồng thời, anh ta cũng mô tả nơi đây như thể một bức tranh của những thực tại đã vỡ vụn. Chaos Raider 98 cũng đã thiết lập được liên lạc, thế nhưng nó hoàn toàn bị nhiễu loạn như nhật ký của anh, và anh cần phải tìm cách khác. Anh quyết định ở lại level 1.5 để tìm hiểu, đồng thời gửi lời cầu cứu đến những người đã đọc được điều này. Nhật ký thứ 3 chính là nhật ký tiếp theo được tìm thấy sau nhật ký thứ nhất. Anh ta đã có thể tìm ra cách có thể giao tiếp tốt hơn sau khi nhật ký thứ 2 được viết, thể hiện qua việc văn bản của anh ta chỉ sai chính tả ở một số chỗ, không như nhật ký đầu tiên của anh. Nhật ký số 3 được viết khi anh đang mắc kẹt đâu đó giữa các tầng của level 1.5. Vẫn như vậy, level vẫn bị đảo ngược, ánh sáng thì bị ngược hoàn toàn với những khu vực có bóng tối, vẫn cái vẻ tĩnh lặng đấy. Anh ta báo cáo rằng đã gặp những thực thể như vô hình nhưng vẫn có thể cảm thấy qua tiếp xúc vật lý. Anh ta cũng có vẻ đã bị truy đuổi bởi chúng do anh nghe thấy những tiếng thì thầm ngày càng nhỏ hơn. Và đó không ai khác chính là những thực thể hay những cư dân tại nơi đây mà chúng ta vừa suy ra ở trên, là thực thể số 28, Denizen. Trong nhật ký lần này, lại một lần nữa, anh ta đã cảnh cáo mọi người về những chiếc cửa sổ giả. Đã vài ngày kể từ sau sự kiện trong nhật ký 4, anh ta đã qua nhiều cuộc chạy trốn. Dù anh ta không nhìn thấy chúng, nhưng anh ta cảm thấy được sự hiện diện của chúng. Anh còn nghe thấy tiếng chúng nói, đa số là những câu như: quay lại đi, đừng bỏ đi, ở lại với chúng tôi. Anh ta cũng có báo cáo về một tiếng lầm bầm, không phải là một lời thì thầm, và đó chính là câu "She come, one back, let's go". Nhớ chứ? Câu nói mà mình đã phân tích ở trên thành "She won't let go, come back", hay là "Cô ta sẽ không buông tha, quay lại đi". Anh ta không thể hiểu được câu nói này. Anh ta cũng không thể nhìn thấy kẻ đã lẩm bẩm câu đó, nhưng anh ta cảm thấy nó có vẻ gần giống con người. Và rồi đột nhiên, mọi thứ im lặng. Không phải những cư dân trong level đang tiến đến gần anh ta, chỉ là mọi thứ trở nên im lặng. Anh ta đột nhiên nhớ lại cảm giác khi chạm trán với những cư dân hay thực thể số 28, Denizen, ở nhật ký số 3. Anh ta cảm thấy ghê tởm, có một thứ gì đó đang bám chặt lấy linh hồn của anh ta. Nó rất mạnh, anh ta có thể cảm thấy được. Và khi anh ta quay lại, anh ta đã thấy một cánh cửa. Người dùng Chaos Raider đã đi quá xa rồi. Anh ta không còn cách nào khác ngoài cánh cửa trước mặt. Mặc dù nó cho anh một cảm giác bất an, thế nhưng anh cho rằng cách duy nhất để thoát ra khỏi nơi quái quỷ này là đi sâu hơn vào cái nơi chết tiệt này. Và anh đã mở cánh cửa đó ra. Tưởng rằng sẽ chỉ có tổng cộng 3 nhật ký được tìm thấy, thế nhưng nhật ký số 7 đã xuất hiện. Đây không phải anh ta. Không thể là anh ta. Mới mấy nhật ký trước, anh ta đã cảnh báo về việc những chiếc cửa sổ giả. Bây giờ anh ta lại mời gọi những người lang thang đến level 1.5 và vào những chiếc cửa sổ giả này. Nhật ký của anh ta ngắn hơn và hơi giận người nữa. Chuyện gì đã xảy ra với anh ta? Anh ta đã bắt đầu nhắc đến việc có một người phụ nữ rằng cô ta đã giải phóng anh. Nhưng cô ta là ai cơ chứ? Và rồi, đúng như dự đoán, Emichi cuối cùng đã thu được lần lượt nhật ký số 2, số 4 và số 6 sau khi tìm được nhật ký là 1, 3, 5, 7. Giờ thì chúng ta cùng đến với nhật ký số 2 của anh ta. Không có gì quá là đặc biệt. Chaos Raider 98 chỉ đang cố gắng thiết lập liên lạc tốt hơn mà thôi. Nhật ký số 4 là nhật ký tiếp theo chỉ sau nhật ký thứ 2 được tìm thấy. Lúc này, Chaos Raider 98 cảm thấy trống rỗng, vẫn cố gắng tìm đường thoát. Đột nhiên, anh ta lại thấy im lặng đột ngột. Anh ta bắt đầu cảm thấy một sự hiện diện, rồi anh ta nghe thấy một tiếng thì thầm yếu ớt. Another fall, child mother. Cái quái gì vậy? Mẹ ở đây là sao? Anh ta bắt đầu chạy. Anh ta tưởng rằng một trong những cư dân của level đang tiến gần mình. Anh ta chạy mãi, những tiếng thì thầm không trở nên to hơn. Nó vẫn bám theo anh, nó vẫn nhỏ như vậy. Anh ta chạy mãi, kể cả khi bị kiệt sức, nó vẫn không buông tha. Anh ta dừng nghỉ một chút. Và ở cuối nhật ký, anh ta tiếp tục cầu mong nếu anh ta không thoát khỏi vụ này. Và đây là lần cuối cùng anh ta đưa tin thì anh ta sẽ tiếp tục chạy và sẽ không chết một cách lãng xẹt. Và giờ, chúng ta sẽ đến với mảng nhật ký cuối cùng được tìm thấy, nhật ký số 6. Trong nhật ký này, Chaos Raider 98 bắt đầu lộ ra sự lạ thường, y như nhật ký số 7, với câu nói cuối cùng: đừng lo cho tôi, cơ thể tôi còn nguyên vẹn và linh hồn tôi đã an toàn, không ai sẽ. Đến đoạn này, nhật ký bắt đầu bị cắt xén trầm trọng, và sau khi chỉnh sửa lại,
chúng đã có một đoạn như sau. Các bạn đừng nghe tôi. Tôi đang cố tìm ra giải pháp. Tôi không còn quá nhiều quyền kiểm soát với cơ thể của tôi. Nhưng tôi sẽ đưa ra một lời giải thích đầy đủ. Sớm thôi, cầu mong sự may mắn cho tôi. Các bạn nghĩ rằng đã hết rồi ư? Có tổng cộng 7 nhật ký và chúng ta đã đi qua hết rồi cơ mà. Vậy thì chúng ta cùng đến với. Đây mới chính là nhật ký số 6 thực sự, và có lẽ cũng chính là đánh dấu kết thúc cho hành trình của người dùng Chaos Raider. Còn nhớ ở nhật ký số 5, anh ta đã tìm thấy một cánh cửa và anh ta không còn cách nào khác ngoài việc mở cánh cửa đó ra và khám phá sâu hơn chứ. Đó là một sai lầm. Đó là một căn phòng tối đen như mực. Cánh cửa biến mất, giam anh ta lại trong căn phòng này. Anh ta đi tiếp và xuống một hành lang hẹp. Tất nhiên là nó vẫn tối đen như mực. Anh ta cảm thấy được sự hiện diện của hàng ngàn linh hồn đau khổ qua những tiếp xúc vật lý. Nó làm anh cảm thấy ghê tởm. Sau hàng giờ lang thang, cuối cùng cũng đến một khu vực rộng lớn. Anh đã quá mệt mỏi. Và rồi, anh ta cảm thấy tức ngực và cảm thấy nặng nề. Như thể một luồng không khí đang di chuyển và anh ta cảm thấy như đang yêu. Cái quái gì vậy? Một giọng nói vang lên với anh. Nó kêu lên như một cái cao kim loại kéo trên bảng đen từ xa. Anh lấy tay, ôm đôi tai của mình, nhưng nó không dừng lại. Sau đó, anh ta đã nghe thấy một giọng nói. Đến đây nào con, mẹ yêu con. Cởi bỏ thứ xấu xí đó đi, mẹ có bộ quần áo đẹp hơn cho con. Và rồi, anh ta bắt đầu trải qua một cơn đau khủng khiếp. Cảm giác như anh đang chết đuối, trong khi ai đó đang lột da, mỡ và cơ của anh từng lớp một, từ từ và đau đớn. Và rồi anh ta cảm thấy như thể anh ta đang rời khỏi thể xác. Anh ta không còn thấy đau nữa. Anh ta đã cảm thấy nhẹ nhõm và bình an. Tốt lắm, hãy để mẹ chăm sóc cho con, cô ta nói. Khi anh ta tỉnh lại, cơ thể của anh đã được phục hồi hoàn toàn. Nhưng thay vì cảm thấy thanh thản như vừa rồi, một tiếng rít khủng khiếp bắt đầu xuyên qua tai và bắt đầu xé toạc từng màng mạch trong tai của anh. Anh ta dồn hết sức bình sinh của mình để hét lên trong đau đớn và cố gắng đứng dậy, trong khi trọng lực xung quanh nặng đến mức như muốn biến cơ thể anh về cát bụi. Tiếng hét của anh bắt đầu trầm trọng hơn. Những luồng không khí đặc quánh bắt đầu luồn vào phổi anh và thiêu đốt bề mặt đường hô hấp của anh. Anh ta rên rỉ trong đau đớn, chân tay co ro run rẩy, cử động lầm chởm. Anh ta vẫn cố gắng bò lê lết rồi cố gắng chạy khỏi The Mother. Đến đây, chúng ta đã biết rằng thủ phạm đã khiến cho người dùng Chaos Raider 98 đã kiệt quệ đến mức này. Đó chính là thực thể số 30, Mother. Đến đây, ai chưa xem video về thực thể số 30, Mother thì mình có để link ở bên dưới phần comment nhé. Giờ thì chúng ta trở lại với phần chính. Sau khi chạy được một đoạn dài, trong khi cơ thể vẫn đầy thương tích, anh ta vẫn mắc kẹt trong khoảng không đen vô tận đó. Lúc này, anh ta bắt đầu ngồi xuống, dựa vào tường. Anh ta đã bình tĩnh lại. Mọi vết thương cũng hồi phục lại. Không khí cũng không còn căng thẳng nữa. Thế nhưng, anh ta vẫn cảm nhận được. Nó đang ở đó. Mother vẫn đang ở đó. Dù sao, anh ta cũng đã trải qua những chấn thương thể xác có thể nói là khiến anh ta chết ngay lập tức. Và với hơi thở cuối cùng, anh ta đã viết ra nhật ký số 6 thực sự này và cảnh báo về những chiếc cửa sổ giả và việc vào level 1.5 này không khác gì địa ngục cả. Và rồi anh ta bắt đầu có dấu hiệu bị chi phối bởi The Mother qua những dòng cuối cùng. Hãy tự do khỏi Mother, hoặc Mother sẽ giúp bạn có được sự tự do và cô ấy sẽ làm bạn tự do. Mother yêu tôi, Mother yêu bạn. Qua 7 nhật ký, mình sẽ tóm tắt lại trình tự như sau. Nhật ký số 1, đã 2 ngày kể từ khi anh lạc trong level 1.5 và anh tiếp tục khám phá. Nhật ký số 2, anh tìm được cách thiết lập liên lạc tốt hơn với bên ngoài. Nhật ký số 3, anh chạm trán với những cư dân, sinh vật tại nơi đây, hay chính là thực thể số 28, Denizen. Nhật ký số 4, anh ta bị rượt đuổi bởi các Denizen và tìm ra được những dấu hiệu đầu tiên của thực thể Mother. Nhật ký số 5, sau nhiều cuộc chạy trốn, anh ta lại thấy thêm những dấu hiệu của thực thể The Mother. Điều này dẫn anh đến một cánh cửa và anh mở nó ra. Nhật ký số 6, anh đã đi vào một khoảng không theo mình nghĩ chính là lõi của level 1.5, nơi thực thể số 30, Mother đang ngự trị, và anh đã phải trải qua cực kỳ nhiều chấn thương về tinh thần lẫn thể xác để rồi đánh mất lý trí và bị thao túng bởi The Mother. Nhật ký số 7, anh ta đã hoàn toàn bị thao túng và cố gắng dụ dỗ những người lang thang khác đến level 1.5. Vì tài liệu của level không ghi rõ lối vào và lối thoát nên mình đã để đến cuối video để có một cái nhìn tổng quát hơn về nó.
Dựa vào nhật ký của Chaos Raider 98, cách duy nhất để vào được level 1.5 là vô tình đi qua những fake window hay cửa sổ giả. Những chiếc cửa sổ như thế này thường phản chiếu thế giới bên ngoài hoặc những hình ảnh quen thuộc đối với bạn. Hiện tại, vì tài liệu của level được viết dựa trên nhật ký của Chaos Raider, nên có lẽ cách khả thi và cũng là khó nhất để thoát khỏi đó chính là cố gắng noclip. Qua video này, chúng ta đã thấy được số phận bi thảm và những điều tồi tệ mà người dùng Chaos Raider đã phải trải qua, đồng thời thấy được sự kinh khủng của level 1.5 và một cái nhìn khách quan hơn về nguồn sức mạnh mà Mother nắm giữ. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.